bỏ ra anh. Đưa tiền đấy. Đối với tao, con trai là quan trọng nhất. Kệ chúng mày. Tao lại không cho mày chửi. Anh ơi, em xin anh, con nào thì cũng là con. Tao không cần. Cái loại mất dạy, cút ngay vào đây. Mẹ ơi, mẹ đây đi mẹ. Con kia à, mày thấy bố mày về mà còn trố mắt ra để nhìn à? Loại con gái như mày nuôi tốn cơm tốn gạo của tao ra. Sao anh lại nói con như thế? Nói thế tội nghiệp con đấy. Nếu mày thấy tội nghiệp thì mày phá cái thai ở trong bụng của mày đi. Tao không cần thêm một đứa con gái nào nữa. Anh nói thế mà nghe được à? Nói thế con nó tủi thân đấy. Kệ cha lũ vịt chúng mày. Tao là tao chỉ cần con trai thôi. Sao bố không sang ở với con trai bố đi? Này, mày tưởng là tao không muốn à? Anh làm cái gì đấy? Hôm qua anh lấy tiền của em rồi cơ mà. Con trai của tao cần tiền để bồi dưỡng. Dạo này nó hay ốm, mày đưa tiền đấy. Okay. Bỏ ra anh. Đưa tiền đấy. Không được đâu. Tiền này là tiền em tiết kiệm để mai đóng tiền học cho con đấy. Con trai của tao quan trọng hơn con gái của mày, mày hiểu chưa? Anh nói như thế mà nghe được à? Con nào thì cũng là con, con nào cũng là máu mủ của anh đấy. Anh đối xử với con gái như thế à? Tao nói cho mẹ con mày biết, đối với tao, con trai là quan trọng nhất. Còn mày không đẻ được thì câm cái mồm vào. Láo nháo, tao đuổi thẳng cổ mẹ con mày ra đường ở. Em xin anh đừng làm thế. Tiền đấy anh mang đi, em lấy đâu tiền đóng học cho con bây giờ? Kệ chúng mày. Nhà mình đi con. Từ nay con sẽ ở đây với bố. Đây mới thực sự là nhà của con đấy con trai ạ. Ba. Ừ. Anh nói như thế là sao? Tôi nói gì? Cô chưa hiểu à? Từ bây giờ trở đi, thằng Boss sẽ sống ở đây với tôi. Đây là nhà của nó. Và chủ nhân tương lai căn nhà này là nó, hiểu chưa? Thế còn mẹ nó thì sao? Mẹ nó chuẩn bị đi lấy chồng rồi, nên trao tất cả quyền nuôi con cho tôi. Cũng là một điều may mắn. Từ bây giờ tôi sẽ có thằng con trai để chống gậy, để xem có thằng nào còn cưới tôi trên bàn nhậu không. Con không muốn sống chung với nó. Mày không muốn sống thì mày cút đi. Đây là nhà của nó, không phải nhà của mày. Hai mẹ con mày giỏi thì đi đi, còn nếu muốn tiếp tục sống trong căn nhà này thì phải coi con trai của tao như tao này. Phải hầu hạ, phụng dưỡng nó đàng hoàng tử tế, biết chưa? Còn không ấy, tao tống cổ ra đường. Con trai của bố, vào trong ăn gà hầm nhá. Bố mua gà cho con ăn ngon cực. Đi, nào. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi ra khỏi đây đi. Mẹ con mình không phải đi đâu hết. Đây là nhà mình cơ mà con. Bố có coi hai mẹ con mình là gì đâu. Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến thằng con trai của ông ấy thôi. Không được đâu con à. Bây giờ mẹ con mình mà đi thì biết ở đâu. Con còn học hành. Mẹ còn em của con ở trong bụng nữa. Con không muốn mẹ khổ. Con sẽ nghỉ học và đi làm kiếm tiền hộ mẹ được mà. Là phụ nữ thì phải biết nhẫn nhịn.
chịu đựng một tí con ạ. Đâu có làm cứ cãi nhau một tí lại bỏ nhà đi thế thì gọi gì là gia đình nữa. Sao mẹ lại để cho con là con gái chứ? Con không muốn là con gái đâu. Là tại mẹ không biết đẻ thôi con ạ. Thôi, dù gì thì nó cũng là em của con. Không cùng mẹ thì cũng cùng cha, cũng là máu mủ của con. Con cứ đối xử tốt với nó, cho yên nhà yên cửa. Coi như là vì mẹ, vì em của con nhá. Thôi em in đi, để cho chị học bài. Ô chị, lấy nước cho ta mau. Em im đi, để cho chị học bài. Ừ, bố ơi. Sao thế? Con trai bố có chuyện gì thế này hả? Chị không chơi con, còn không lấy nước cho con nữa. Con kia, mày chơi với nó một tí chết ai. Mai con đi thi con phải học bài. Học bài á? Mày học làm cái gì? Học cho phí cơm phí gạo nhà tao ra. Mà đằng nào sau này tao cũng không cho mày học đại học đâu. Mà học việc của mày bây giờ là chơi với nó, hiểu chưa? Con trai của bố, nó mà không chơi với con cứ nói với bố để bố xử lý nhá. Vâng. Con muốn chị ý là con mượn cho con cưới. Mày nghe thấy gì chưa? Con kia, đứng dậy, đi ra đây, quay người lại. Con, bố, em làm gì vậy? Đưa đây cho chị. Em không đưa. Em ngồi ở sàn, nếu người khác đi vào thì giống ngã thì sao? Đưa đây cho chị. Kệ, kệ của em không đưa. Mẹ đang bầu, mẹ giống thì ngã thì sao? Kệ. Cái chân này của em. Đưa đây cho chị. Không được. Đưa đây cho chị. Của em. Của em. Ê, bố ơi. Ôi trời ơi. Làm sao thế này? Hả? Mày làm cái gì chơi với em? Suốt ngày đến không ra. Tại nó cầm này, nó cầm thôi. Nó làm gì là việc của nó? Nó chơi cái gì là việc của nó? Hả? Mày khi xưa nó làm gì? Được rồi. Mày hư, tao phải đánh mày cho mày chừa đi. Con này, tao phải đánh mày cho mày chừa đi. Anh ơi, em xin anh, con nào thì cũng là con. Cái Trang nó cũng là con anh cơ mà.
Tao không cần cái loại mất dạy. Hai mẹ con nhà mày cút ra khỏi nhà tao. Nếu như không hầu hạ được con trai tao đàng hoàng tử tế thì cút ngay vào đây, đi vào nhà dọn đồ đạc, nhanh lên, không là nó đốt hết đấy. Con trai, đi vào bố. Mẹ có làm sao không? Mẹ đau quá con ạ. Chắc là mẹ rời tay mất rồi. Con xin lỗi mẹ. Con đi đưa mẹ vào bệnh viện. Giờ chúng ta phải ra khỏi nơi này thôi. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Ông đang giao bán căn nhà này à? Đường ai? Hóa ra là mày à? Mấy năm rồi, trông mày cũng khác xưa nhiều đấy. Trong này là 3 tỷ. Ông cầm lấy đi và chuẩn bị làm giấy tờ nhà giao cho tôi. Bây giờ mày ghê nhỉ? Có tiền để mua nhà cơ đấy. Mẹ con mày làm gì mà kiếm ra nhiều tiền thế? Đấy không phải là việc của ông. Nếu không bán thì tôi đi. Khoan đã, tao có nói là không bán đâu. Tao chỉ ngạc nhiên người mua nhà lại là mày thôi. Đấy, giấy tờ bán nhà tao đã ký rồi. Tiền đâu? Vốn dĩ căn nhà này là mẹ tôi đã đổ mồ hôi nước mắt để làm nên. Vậy mà thật không ngờ bị ông cướp trắng cả. Nhưng thôi không sao, coi như tôi mua lại căn nhà này để cho ông có tiền cứu thằng con trai vàng của ông thoát khỏi bọn vay nặng lãi. Xem ra mày cũng nắm rõ chuyện nhà tao quá nhỉ. Chuyện nhà ông à? Đúng rồi, tôi quên mất là tôi với ông có còn liên quan gì với nhau đâu. Ông nên nhớ, nếu như mà sau này có bất kỳ vấn đề gì thì đừng có mà đến tìm tôi với mẹ tôi đấy. Có tí tiền đừng có mà tinh tướng. Tao đây không cần. Với tao ấy, con trai vẫn là nhất. Còn con gái như mày, có cũng như không. Từ ngày chuyển về đây rồi, con thấy mẹ tốt hơn nhiều rồi đấy. Mà con có hộp bánh ngon này, mẹ ăn đi. Cứ để đấy. Vì tự nhiên nó làm mẹ nhớ ngày xưa. À thôi, không có gì đâu. Mẹ lại thế rồi đấy. Bao nhiêu năm rồi, mẹ quên ông ta đi. Mà thôi, mẹ ngồi ăn bánh đi. Con ra đây có chút việc nhá. Con đi đâu đấy? Con làm một chút thôi rồi con về. Ai là con của ông? Ông đến đây để làm gì? Bố. Bố. Tôi không có một người bố như ông. Bố của tôi đã chết lâu rồi. Ông đừng có mà đến đây để gây tổn thương cho mẹ tôi nữa. Bố chỉ muốn nói bố xin lỗi con. Xin lỗi à? Muộn rồi. Em của tôi thì cũng đã mất. Tất cả là do ông và con trai của ông đây. Ông cút đi, ông đừng có đến đây nữa.
sao không nói với tôi, lại để ra đến nông nỗi như thế này. Anh có tội với em. Anh không còn mặt mũi nào cả. Thế thằng con trai của ông đâu? Sao nó không lo cho ông? Nó không phải là con ruột của anh. Cô ta lừa anh 20 năm trời, đổ vỏ cho thằng khác. Trời phạt anh vì trọng nam khinh nữ mà ruồng rẫy, phụ bạc mẹ con em. Anh còn khiến cho em sẩy thai nữa. Anh xin lỗi. Bây giờ ông xin lỗi thì còn có ý nghĩa gì nữa? Thôi con, dù gì thì trời cũng đã phạt bố con rồi, con đừng dằn vặt ông ấy thêm nữa. Ngày hôm nay bố chỉ muốn đến để nhìn mặt hai mẹ con rồi đi, nhưng mà không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Con cứ yên tâm, bố sẽ không làm phiền con nữa đâu. Ông định đi đâu trong cái bộ dạng như thế này? Bố, bố còn định đi đâu nữa? Đây là nhà của mình mà. Bố lại định bỏ con và mẹ một lần nữa à? Hai mẹ con em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Bố xin lỗi.